Trong những năm qua, ngành giao thông vận tải và các cấp ủy đảng chính quyền các địa phương đã tranh thủ và huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Nhờ vậy mà mạng lưới giao thông nông thôn của tỉnh đã không ngừng được mở rộng và kiên cố hóa, đáp ứng yêu cầu đi lại, thông thương hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới của các địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Cùng với nguồn vốn đầu tư của nhà nước, những năm qua, ngành giao thông và các địa phương còn tranh thủ các nguồn lực khác, đầu tư xây dựng được hàng trăm km đường giao thông nông thôn và nhiều cầu cống. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, các địa phương cũng đã huy động nhân dân đóng góp được hàng trăm tỷ đồng, hàng chục nghìn ngày công lao động và nhiều vật liệu, hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn của tỉnh. Nhờ vậy đến nay toàn tỉnh đã mở được 7.860 km đường giao thông nông thôn, trong đó kiên cố hóa được 4.630 km, đạt trên 58%. Năm 2021, toàn tỉnh đã huy động được gần 530 tỷ đồng để đầu tư kiên cố và phát triển mạng lưới giao thông nông thôn. Trong đó, kinh phí thực hiện các chương trình giao thông nông thôn theo đề án phát triển giao thông nông thôn là 284 tỷ đồng, vốn huy động hợp pháp và nhân dân đóng góp là 130 tỷ đồng, các nguồn vốn khác trên 25 tỷ đồng, kinh phí lồng ghép với các chương trình dự án khác 219 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, ngành giao thông vận tải và các địa phương đã chỉ đạo nhân dân thực hiện kiên cố hóa được 549 km đường bê tông xi măng, mở mới và mở rộng được 31 km đường đất, xây dựng được 585 công trình thoát nước các loại. Riêng đề án phát triển giao thông nông thôn kiên cố hóa được 391 km, mở rộng và mở mới được 38 km và xây dựng được 78 công trình thoát nước. Các huyện như Văn Chấn, Lục Yên, Yên Bình, Trấn Yên và Văn Yên là các địa phương thực hiện khá tốt đề án phát triển giao thông nông thôn trong thời gian qua. Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, trong năm qua, huyện Văn Yên đã huy động sự đóng góp từ nhân dân để kiên cố hóa được 89 km đường giao thông nông thôn. Nhờ vậy đến nay hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn huyện đã không ngừng được hoàn thiện, kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ và cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đáp ứng tốt yêu cầu thông thương hàng hóa, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ngay sau đại hội, Đảng bộ huyện đã ban hành một nghị quyết chuyên đề về phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2021-2025 nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị, từ đội ngũ cán bộ, đảng viên đến mỗi người dân trong thực hiện cái nhiệm vụ này. Thứ hai là triển khai hiệu quả cái phong trào làm đường giao thông nông thôn, phong trào toàn dân bảo vệ đường giao thông và phong trào tuyên truyền vận động nhân dân hiến đất làm đường giao thông gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong mỗi phong trào thì lấy cái đội ngũ cán bộ đảng viên làm nòng cốt, thế và đây phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu, đồng thời thì phát huy được vai trò của người có uy tín trong cộng đồng để nâng cao hiệu quả tuyên truyền vận động thuyết phục nhân dân, để qua đó thì tạo được sự đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, thế và để nhân dân thực sự tự nguyện, tự giác và tích cực tham gia đóng góp công sức, kinh phí hiến đất làm đường giao thông nông thôn để chung tay xây dựng và bảo vệ các tuyến đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trong phát triển giao thông nông thôn của tỉnh ta có một số bất cập, đó là việc quy hoạch phát triển giao thông nông thôn còn chưa được chú trọng, quỹ đất dành cho phát triển giao thông nông thôn còn hạn chế, chưa có nhiều nguồn vốn đầu tư cho phát triển giao thông nông thôn, đặc biệt là các công trình cầu cống lớn. Sở Thông vận tải triển khai một số những cái giải pháp cụ thể. Thứ nhất là tăng cường chặt chẽ cái công tác phối hợp giữa ngành với các địa phương để kịp thời nắm bắt, hỗ trợ, tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc phát sinh trong cái quá trình triển khai thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn. Thứ hai là phối hợp với các địa phương để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của phát triển đường giao thông thôn, từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo cái thống nhất và nhận thức trong hành động, huy động sức mạnh toàn xã hội trong xây dựng đường giao thông thôn. Thứ ba, tranh thủ các cái nguồn lực từ trung ương, từ các cái thành phần kinh tế bằng nhiều hình thức khác nhau để đầu tư phát triển đường giao thông thôn. Năm 2022, tỉnh Yên Bái phấn đấu kiên cố hóa trên 400 km đường giao thông nông thôn, thực hiện mở mới và mở rộng khoảng 100 km đường đất. Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động và huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của để đầu tư cho phát triển và hoàn thiện mạng lưới giao thông nông thôn của tỉnh.
nhằm đáp ứng tốt yêu cầu giao thương, phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới ở các địa phương, xây dựng tỉnh ngày một phát triển bền vững.